Xin thưa các vị sống tốt cho gia đình, sống tốt cho người thân, chúng ta sống tốt vì người khác mới có ý nghĩa. Còn ở đây người thân chúng ta đang rất cần sự hy sinh chia sẻ của chúng ta, mà chúng ta cứ đẹp với bạn bè, đó là khách sáo đôi khi mưu cầu một cái gì đó. Có những người chồng tiếc với vợ từng đồng từng cắc, nhưng đi ra bên ngoài thì hào phóng như một phú gia. Được cái gì? Đó là những người hơi lừa dối. Với mục đích gì tôi không biết, nhưng sống như vậy không chân thật. Cho nên ở đây sự chân thật nó, anh là một người thủy chung sống vì vợ đi, hay là cô là một người thủy chung sống vì chồng đi, thì sự hy sinh bên ngoài hoàn toàn được trân trọng và đánh giá cao. Đây là một việc làm tốt. Cho nên ở đây tình cảm từ bi được thực tập trong những phạm vi nho nhỏ như vậy, để rồi chúng ta mới thấy rằng khi làm được việc lớn, nó có cái nền. Cái nền nó là như vậy. Và những người thân của chúng ta không thể chỉ trích hoặc đánh giá một hành động của chúng ta như thế được, kể cả đạo bạn. Và trong cuộc đời này chúng ta nhớ kỹ, ban tặng cho người điều gì, người sẽ trả lại ta điều đó. Tất cả nó như một phản lực vậy các vị. Các vị nện xuống cái nền một trái banh thì nó sẽ phản lực tưng trái banh lên bằng cái lực mà chúng ta đưa xuống. Chúng ta nén xuống mạnh thì trái banh sẽ tưng lên cao, chúng ta nén xuống nhẹ trái banh sẽ tưng lên thấp. Có nghĩa rằng đời chúng ta ban tặng cho thiên hạ một cái gì thì thiên hạ sẽ trả lại chúng ta một điều tương đương như vậy. Và điều đó không hẳn là tôi cho cô A điều này, cô A sẽ trả lại tôi. Tôi cho anh B điều này, anh B sẽ trả lại tôi. Không cần điều đó và không hẳn điều đó. Tôi cứ làm ra sự trả này có thể bất cứ một ai đó. Có những người hoặc không quen biết. Có thể là chúng ta cho một quốc gia này mà một quốc gia khác đáp từ lại với chúng ta nữa. Điều này không thể lý giải được. Đó một dòng nhân quả rất phức tạp mà không thể lý giải một cái cách nói như thế này. Cho nên ở đây cứ ban tặng, chúng ta cứ làm với ban tặng niềm vui hạnh phúc, chia sẻ được điều gì cứ làm. Cứ làm với trái tim, với hiểu biết, với từ tâm. Làm với một phạm vi rộng hẹp tùy hoàn cảnh khả năng của mình, nhưng đời sẽ trả chúng ta như vậy. Tôi có đọc một cái tiểu truyện ngắn trong một cái quyển gọi là Cửa sổ tâm hồn. Trong đó có một cái câu chuyện tôi cảm thấy nó hay hay, rất đơn giản nhưng mà nó rất hay. Có một bà mẹ rầy đứa con của mình, là một đứa bé trai. Nó không có thích nghe những lời mẹ nó trách, cho nên khi mà mẹ nó rầy cái nó bỏ mẹ nó, nó chạy vô rừng. Nó chạy vô trong bìa rừng, nó nói lên những lời than oán mẹ nó bằng cách là nó la lớn lên. Nó nói rằng tôi ghét người, tôi ghét người. Trong một khoảng rừng mênh mông như vậy, có những tiếng vang vô hình vang vọng lại chính nó, cũng có những tiếng vang lại một cách kinh hồn, tôi ghét người, tôi ghét người, là những tiếng gọi lại. Tự nhiên đứa bé hoảng lên và chạy về thưa với mẹ rằng tại sao từ rừng sâu con nói những lời đó, con chỉ nói là con ghét người thôi, nhưng mà có những người từ trong rừng lại nói ghét con như vậy, đó là ai? Thiên thần hay là ma quỷ hay là một ai đó? Thì người mẹ hiểu được điều đó, người mẹ mới dẫn con chạy vào ngay chỗ cũ. Này con hãy nói là một câu rất lớn lên, tôi yêu người, tôi yêu người. Thì khi đó đứa trẻ làm y chang như vậy, cũng nói lên một cái câu tôi yêu người, tôi yêu người rất lớn lên. Và từ trong rừng sâu vọng ra tiếng là tôi yêu người, tôi yêu người, vọng lại. Sự thực điều đó nó cũng là một sự thực trên vấn đề phản vọng âm lại là chuyện bình thường. Nhưng mà một cái điều hy hữu trong cái vấn đề tu tập, có nghĩa là ban tặng điều gì ra, có nghĩa là cái điều đó sẽ trở lại với chính mình. Có phải vậy không? Điều đó mình có muốn hay không là cái chuyện của mình. Tôi mong rằng điều này ra để trả lại tôi, hay là làm điều này ra tôi không cần bất cứ điều gì, đó là suy nghĩ cá nhân của mình. Còn quy luật là nó như vậy. Ở chỗ đó có gọi là lòng từ, đó là có điều kiện đi. Một cái điều kiện này ở chỗ là tôi làm cho anh một điều gì đó, tôi làm cho chị một điều gì đó, tôi làm cho em một điều gì đó. Có nghĩa là điều này phải có một điều kiện tối thiểu nào đó, ít nhất là cũng nên nhớ đến tôi. Có phải không? Tôi cho mà ăn ngồi quẹp mũi như gà tôi buồn lắm. Có phải không? Tức là ở mức độ tương đối, cũng nghĩa là tôi làm điều gì đó gặp á. Ví dụ bây giờ ai cho tôi
2 lít gạo. Ngày nào đó tình cờ tôi gặp giữa đám bạn, trong đó có người đó: trời ơi, chị hai này chị tốt lắm, vừa rồi chỉ cho tôi 2 lít gạo, ít nhất mình cũng thấy vui chứ, phải không? Tôi cho ổng 2 lít gạo, sao giờ ổng gặp tôi trước mặt mọi người không nhắc lại gì chứ, nhìn bình thường bao người khác, buồn phải không? Ở mức độ tương đối có thể là buồn, nhưng đó là lòng từ có điều kiện. Lòng từ có điều kiện có nghĩa là cũng ước mơ lại một điều gì đó, không được thánh thiện, thanh cao trọn vẹn, nhưng rất tình người, rất tốt. Điều đó có làm vẫn tốt các vị. Cho nên ở đây cao hơn một bước nữa, có nghĩa là thực hiện lòng từ vô duyên. Lòng từ vô duyên có nghĩa là không phải lòng từ vô duyên là mất duyên như mình nghĩ à. Nghĩ đó không đúng. Vô duyên từ là lòng từ, ở đây là tôi ban ra mà không có điều kiện. Tôi làm với lòng đại bi, làm theo lời Phật dạy, làm với trái tim yêu thương. Tôi cho, tôi giúp đỡ, tôi gì đó, tất cả mọi thứ. Vì trước hết tôi gặp sự hoạn nạn của những người này chấn động đến trái tim tôi sẵn sàng làm. Có thể làm rồi tôi bỏ đi rất xa, tôi đi một nơi mà người này không bao giờ biết đến. Và điều này cũng đã từng xảy ra trong cuộc đời. Có rất nhiều người như vậy, rất tuyệt vời ở chỗ này. Cho nên ngày xưa tôi nghe cái câu hát của Trịnh Công Sơn, mà ông viết một bài mai đó có hát là: sống trong cuộc đời cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không? Gọi gì nữa? Ai biết không? Để gió cuốn trôi. Gọi gì nữa? Dài dài. Đại khái là cái câu là sống trong cuộc đời cần có một tấm lòng, em có biết không? Nhưng mà biết để làm gì? Biết để gió cuốn trôi. Tôi không hiểu gì trơn. Nãy giờ các vị nghe tôi nói tưởng tôi hiểu dữ lắm không? Thật chứ các vị, tôi nghĩ quảng ra trời đó. Cần có một tấm lòng, cái để làm gì tưởng trả lời, tấm lòng đó để đời, để nảy kia, ai ngờ để gió cuốn trôi. Tôi nghĩ hoài không ra cái điều này, nhưng mà rất sâu. Các vị hiểu chưa? Vừa rồi tôi nói ý trước ý sau này các vị sẽ hiểu điều này. Nhưng mới đầu tôi không hiểu các vị. Tôi nói tự nhiên câu vô duyên gì đâu. Tự nhiên có một tấm lòng để làm gì, em có biết không, cái để đặng gió cuốn à. Tôi nghĩ thiệt sự là tôi nói câu rất là kỳ. Mà xin thưa các vị, hôm nay tôi có thể nói với các vị mà không biết có trúng không. Rất có thể đây là theo xiển nghĩ chủ quan của tôi. Nếu một ngày nào đó các vị nghe một nhà phân tích, một nhà bình luận văn học hoặc nhà phê bình nào đó nói rằng cái câu này với ý gì, thì cứ việc điện cho tôi hay: thầy ơi, cái câu đó ý vậy chứ không phải ý này. Đó, nhớ không? Để không thôi lỡ tôi nói ra mà mốt đi cãi lộn với ta. Hôm đó ông thầy Phước Tiến nói vậy đó, bây giờ ông nói vậy, chết tôi. Xin thưa các vị, tôi nói rất có thể tôi nằm tôi suy nghĩ ra được điều này. Tại sao vậy? Ở đây nó giấu cái ý lòng từ vô duyên. Tôi sống vì tất cả mọi người, tôi làm với tất cả mọi người, tôi làm với trái tim. Nhưng không phải là những dấu này tôi in trên đá, tất cả những dấu hài này tôi in trên cát. Bởi vì cát nó sẽ phôi pha trong từng ngày. Tôi không muốn để lại một cái dấu vết trên cuộc đời. Nếu siêu việt hơn nữa, tôi sẽ làm như vết nhạn bay qua lưng trời, bay mà không có dấu. Cho nên ở chỗ cái câu để làm gì em có biết không, để gió cuốn trôi, rất là hay. Phải có một con người có tư tưởng, có sự cao siêu, có tâm từ, có đã từng đi qua trong cuộc đời, người này mới nói được câu này. Và cái câu này Đức Phật đã từng đi và đã từng làm trên suốt đoạn đường hành trình của Ngài, đã từng làm trên đất ấy. Như vậy ở đây chúng ta có thể rằng chúng ta không làm được như một Đức Phật, không làm được như một nhà tư tưởng vĩ đại, có nghĩa là bay qua lưng trời không để vết nhạn. Nhưng ít nhất Đức Phật ơi, con sẽ để lại dấu chân đời bằng trên cát, và thế nào nó cũng phôi pha, và con không bao giờ con nhớ rằng lối này con đã đi qua, con đi cũng không cần nhớ lại. Như vậy thì ở trên đây, khi chúng ta thực tập từ bi cao hơn nữa, có nghĩa là lòng từ vô duyên. Vô duyên ở chỗ là cứ làm cho cuộc đời, cứ chia sẻ với cuộc đời mà không bao giờ đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào. Các vị làm được không? Ai làm được đưa tay lên cho tôi mừng coi. Xin thưa các vị, rất có thể ngày hôm nay chúng ta chưa làm được, nhưng mà chúng ta đang ứng dụng, chúng ta đang thực tập và chúng ta đang từng bước. Mục đích có thể chưa đến, nhưng lộ trình chúng ta đang đi. Bao nhiêu bước nữa tới đích, tôi chưa giải quyết được vấn đề này. Nhưng mà những hành giả, người tu Phật của chúng ta đã cất bước rồi. Bước mấy bước không cần biết, nhưng mà đã có bước, có bước là có được. Có phải không? Bước có chậm như rùa cũng phải đến đích. Ở đây muốn nói vấn đề căn bản là như vậy.
Cho nên khi ở đây chúng ta tu học theo Phật pháp, nếu một người biết được chữ tu trong Phật pháp, biết ứng dụng lời Phật dạy để tu, thì chúng ta thấy đời chúng ta hạnh phúc và an lạc và sống có ý nghĩa. Còn bằng không, chúng ta sống mà chúng ta không biết để làm gì. Thiên hạ làm mình làm, thiên hạ ăn mình ăn, tới giờ buồn ngủ ngủ, cứ lặp lại hoài, vô duyên cuộc đời thiệt hết chứ. 70 năm trên cuộc đời mà nếu lặp đi lặp lại chuyện đó hoài, các vị thấy buồn chán không? Hằng ngày là gì? Ăn, ngủ, làm việc, sáng thức dậy, rửa mặt, ăn, ngủ, làm việc rồi cái vậy. Sao thấy gì 70 năm cuộc đời cũng vậy, không có ý nghĩa vậy. Thì không ăn đói chết chứ không. Nhưng mà gắng ăn vậy thôi. Nhưng mà không tìm được một cái gì trong cái lúc mà ăn, uống, ngủ, nghỉ để nuôi cho đời sống này. Mà đời sống này để làm gì? Chứ không phải nuôi để cái đời sống này, để sống, để nhìn đời chơi, để vô tích sự chơi, không phải vậy. Tất cả những cái này nó duy trì đời sống của chúng ta. Nhưng duy trì đời sống này để các vị làm cái gì trên cuộc đời? 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, điều đó mới là quan trọng. Bây giờ chúng ta đã và đang làm ở chỗ là ứng dụng từ bi theo Phật pháp. Đức Phật là một người biểu hiện lòng từ rất là trọn vẹn. Và từ bi này là một điều rất cần thiết cho tất cả chúng ta, trong một phạm vi rộng hay là một phạm vi hẹp. Thật ra hình ảnh của Đức Phật chúng ta tô hồng hoài thì thấy cũng mắc cỡ lắm các vị. Bởi vì Ngài quá hoàn thiện rồi, mình có tô hay không Ngài vẫn vậy. Hú xạ tự nhiên hương. Bây giờ có tô Ngài cũng thế, không tô Ngài cũng thế. Tính chất của kim cương có liễn dưới sình cũng thế, có treo ở trong cái mấy cái nơi quảng cáo để bán cũng vậy, nó không có đổi. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói lên điều gì? Để một cái gương để chúng ta học, không phải nói để nịnh Phật, để được Phật phù hộ gì hết. Nhưng mà mình nói lên như một cái gương soi lại chính mình để mình ứng dụng thực hành. Chỉ có Đức Phật mới thực hiện được lòng đại bi trọn vẹn. Mặc dầu chất liệu của tình thương, năng lượng của từ bi rất cần thiết cho cuộc đời, mà không phải rằng trong cuộc đời này ai cũng có năng lượng đó được. Mặc dầu tiềm ẩn chúng ta có, nhưng mà chúng ta không biết khai thác, làm sao biểu hiện được. Các vị có những khi chúng các vị tiếp chuyện với một người có từ tâm, các vị thấy con người mình khác. Tiếp chuyện với một người ác tâm, các vị thấy mình khác. Tiếp chuyện với một người có tâm hồn rộng lớn, mình thấy mình khác. Nhưng mà tiếp chuyện một con người ích kỷ, mình thấy mình khác. Mình tiếp chuyện người ích kỷ, mình thấy chán nản và mình muốn ích kỷ. Bởi vì không lẽ tôi rộng để anh lợi dụng thôi. Có những khi mình bị ích kỷ của họ, mình buộc lòng mình phải khép người mình lại, để mình cũng ích kỷ. Tại sao vậy? Mình mở rộng lòng thì họ lại lợi dụng lòng của mình. Cho nên ở đây tôi không nghĩ là các vị cần phải làm vậy. Nhưng chỉ có một điều tôi mong rằng là, tôi chỉ muốn nói xin sự thật là năng lượng từ bi, nó là cái biểu hiện của khi chúng ta được tiếp chuyện và đối diện với người đó. Một người thật sự có trái tim yêu thương, có sự từ bi, chúng ta tiếp chuyện chúng ta rất thông cảm, rất cởi mở và rất hạnh phúc. Nhưng một người ác tâm, ích kỷ hay là đố kỵ, sân tâm, thì chúng ta tiếp chuyện lại thấy rằng con người của mình không được vui lắm. Cho nên Ngài Đạt Lai Lạt Ma khi tiếp chuyện với Ngài, những người nào đã đi thính pháp với Ngài mới thấy điều đặc biệt là, người ta cứ kể lại rằng khi cái hội trường mà cái lối để dành cho Đạt Lai Lạt Ma Ngài đi vào để nói chuyện á, Ngài đi đến nơi nào là những người đứng hai bên lối đi của Ngài đó cảm thấy tự nhiên một sự hỷ lạc và an lành tuyệt đối trong những lối Ngài đi. Cho nên người ta rất thích đứng những cái lối mà Ngài đi, hoặc là thích ngồi gần những nơi mà Ngài diễn thuyết. Cái điều đó các vị biết rằng Đạt Lai Lạt Ma là đại diện cho Bồ Tát Quan Thế Âm, là hóa thân của Bồ Tát, là hóa thân của từ tâm, của lòng từ. Và thật sự người Mỹ họ cũng đã đo được cái trạng thái phiền não của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó. Và người ta có thể khẳng định rằng Đạt Lai Lạt Ma là người dứt sạch phiền não, ở chỗ là người ta đã dùng một cái điện não để người ta đo về cái chất não của Ngài, để coi Ngài có phiền não hay không, sự dao động của các tần số như thế nào, hoàn toàn Ngài một cách rất tuyệt vời. Cho nên những người phương Tây họ tin Ngài mà tin theo rất khoa học. Vì vậy cho nên cái cảm giác từ bi, cái năng lượng từ bi của Ngài nó đã tủa ra tới với những người tiếp chuyện. Nếu các vị có duyên một lần được ngồi tiếp chuyện với Đạt Lai Lạt Ma, các vị sẽ thấy rằng hạnh phúc và an lành. Một con người không cần địa vị, không cần khách sáo. Đạt Lai Lạt Ma chưa bao giờ nhận đảnh lễ của bất cứ một người nào nha các vị. Các vị đố mà lại Ngài được cũng lại á, đừng nghĩ là một nhà lãnh đạo tinh thần thế giới mà ta muốn lại lại.
chúng ta lại ngày ngày lại chịu á. Chúng ta chào ngày đến đâu ngày chào đến đó, chúng ta cúi tới đất ngày cúi theo. Thành ra các vị nhớ kỹ, Đạt Lai Lạt Ma không cầu kỳ, ngài không cần bất cứ một cái gì trên. Những buổi diễn thuyết cứ việc có mặt đầy đủ, ngài bước lên để nói chuyện bình thường, không cần ai phải tán tụng xưng hô ngài. Ngài nói xong là bình thường. Ngài mang thông điệp hòa bình đi đến tất cả các nơi bằng trái tim từ bi của một người học Phật, rất là tuyệt vời. Cho nên chỗ này chúng ta thấy rằng, ngày xưa tôi có đọc một cái câu chuyện trong Phật Pháp đó, đó là một câu chuyện mà để nói lên cái chất liệu từ bi, mà để gọi là tính phiền não nó còn hay là mất trong một con người đó, là người ta đo qua cái góc độ của một súc vật hay là một cái loài chúng sinh khác. Trong câu chuyện nói rằng một hôm á, hình như ngài Ca Diếp hay là A Nan gì đó đang ngồi nói chuyện với Đức Phật, có một con chim bay lên đậu trên vai. Mà khi con chim đang bay đậu trên vai đó, con chim cảm thấy rung, rung đôi cánh và rung đôi chân. Trong khi các vị thanh văn A-la-hán này là những người dứt sạch phiền não, những người có một cái lòng từ bi rất là trọn vẹn. Nhưng khi đậu trên vai các vị này, một con chim vẫn còn run rẩy. Và khi bay qua đậu trên vai Đức Phật, con chim cảm thấy an lành và đứng một cách bình yên để rỉa lông. Thì lúc đó các người mới thưa với Đức Phật rằng, tại sao cũng là các vị tu tập đã đạt đến sự giác ngộ, sự giác ngộ này giữa Đức Phật và các vị về bậc Phật tánh vẫn đồng, nhưng tại sao khi con chim đậu trên vai người này lại rung mà đậu trên vai Đức Phật lại bình an? Thì Đức Phật mới nói, đây là tập khí phiền não của các vị còn. Có nghĩa là về căn bản phiền não đã hết, nhưng mà tập khí nó còn. Nó giống như là một cái ly này các vị bỏ một muối sầu riêng vô đây đi, hay là nói khác hơn, các vị biết cái hộp nhang trầm không? Các vị có thể lấy nhang, các vị cúng Phật hết rồi, nhưng mà cái hộp nó còn mùi không? Cái mùi đó người ta gọi là tập khí á. Có nghĩa là cái tính chất cái nhang nó không còn, nhưng mà cái mùi nhá, nó còn. Một vị thanh văn A-la-hán đệ tử Đức Phật phiền não đã dứt, nhưng cái tập khí, cái dư âm nó vẫn còn. Vì vậy chính cái dư âm đó mà làm cho một con chim cảm thấy rung, tức là ác nghiệp vô lượng kiếp, mặc dầu bây giờ đã đoạn tận, nhưng mà những dư âm của ác nghiệp vẫn còn. Vì vậy con chim rung. Như vậy ở đây thực tập lòng từ bi, ở đó chúng ta đọc ra chúng ta mới thấy Đức Phật là một từ bi trọn vẹn. Có nghĩa là về cái mặt năng lượng sinh học của ngài là những luồng hào quang sinh học rất là trọn vẹn. Nó không còn một cái chút gợn sóng nào của những tập khí phiền não, của tội ác, của bất an, của điều này điều khác hết đó. Cho nên khi các vị biết rằng Đức Phật thương tất cả chúng sinh, thương loài người và thương tất cả các loài súc vật, Đức Phật bảo chúng ta ứng dụng lời Đức Phật dạy trong cuộc sống đời thường bằng tính cách thực tập từ bi, chứ không phải là cần phải làm một cái chuyện tự nhiên làm vĩ đại như ngài. Chúng ta làm chưa có nổi đâu, nhưng mà hàng ngày chúng ta có thể thực tập được. Các vị biết trong luật Sa Di có một cái câu mà chúng ta thấy rằng thể hiện lòng từ bi mà theo lời Đức Phật dạy, đó là thú mau tàm khẩu hại vật thương từ. Trong luật Sa Di có nói một cái điều là thú mau là gì? Ai học chữ Hán biết không? Thú mau là gì? Thú mau là lông thú. Tàm khẩu là gì? Tàm khẩu là miệng tàm. Lông thú miệng tàm hại vật tương từ, làm tổn thương, nó tổn thương hại đến các loài súc vật, nó tổn thương đến lòng từ. Như vậy ở đây trong luật Đức Phật dạy là tất cả các vị xuất gia cấm mặc những đồ tơ lụa tốt đẹp làm bằng tầm, bằng tơ, mặc những đồ vải lông, mang những đôi có giác mà là bằng da bò, da trâu, tất cả những điều đó đối với Phật giáo là tổn lòng từ. Đây là các vị phải thấy một cái điều rất là rõ như vậy. Thật ra ở đây khi thực tập từ bi theo lời Đức Phật, chúng ta ứng dụng, chúng ta cảm thấy rằng rất là tốt đẹp. Thật sự một cái điều đó đó, tôi đọc một vài tờ báo á, những người này không biết có phải là Phật tử không, nhưng mà có những người mẫu, những diễn viên điện ảnh, họ chống cái vấn đề là mua sắm ăn mặc và chế tạo từ những các loại là da cá sấu hay là da các loại thú quý hiếm, hoặc là lông các loại thú quý hiếm, vân vân. Những người này có thể không mang danh là một Phật tử, nhưng họ làm những điều đó giống như một người tu học theo Phật. Thì chúng ta là tất cả những người, ví dụ tôi mặc một chiếc áo này, nếu chiếc áo này xuất phát từ các loại tơ tằm, không phải là loại chế biến theo một cái loại tơ quá chất, thì tôi cũng vẫn tổn hại đến lòng tự. Cho nên ngày xưa Đức Phật rất là kỹ nha các vị,
trong luật chế rất là kỹ như vậy. Chế nó xuất phát từ từ bi, chứ không phải là bảo mấy thầy sống khắc khổ. Nếu hôm nay có tiện nghi mền mùng chiếu gối hay là quần áo này xuất phát từ những cái dạng chế biến qua quá trình của khoa học tiến hóa, họ chế bằng các loại hóa chất á, thì điều đó không có hề gì. Nhưng mà ngày xưa những cái tấm chăn, tấm mền, những cái vải này kia cao cấp mà được sử dụng bởi các tỳ kheo là toàn là lông thú, da thú rồi không. Thành ra Đức Phật cấm là như vậy. Còn hôm nay nếu cái điều này nó không xuất phát từ lông thú thì các thầy, các cô hay là người tu sĩ hay là người Phật tử có quyền mặc mà không tổn hại từ bi. Ví dụ đi xe, ngày xưa tại sao Đức Phật cấm đi xe? Các vị thấy điều này rất là quan trọng không? Có những người hôm nay không hiểu, nói mấy ông thầy chùa chạy xe, nói gì nói bậy, thẳng ra nói mà không hiểu gì hết, kết tội người ta mà không biết lý do. Có thỉnh thoảng thấy mấy thầy chạy xe này kia kia nọ, mình nói như vậy, nói câu rất là xúc phạm mà nói thiếu hiểu biết. Ngày xưa Đức Phật cấm mấy ông thầy đi xe là tại vì sao vậy? Xe ngày xưa có được xe chứ bây giờ không? Xe ngày xưa xe bằng sức kéo của súc vật, bằng ngựa, bằng voi, bằng trâu, bằng bò, bằng dê, bằng gì đó. Mấy ông thầy lên ngồi bốc lộn sức, dầu là súc vật cũng coi không có được. Một thầy tỳ kheo tại sao đi như vậy? Tổn lòng từ, tức là bốc lộn sức khỏe của người ta. Bây giờ hôm nay ngày thời đại tân tiến, xe không phải là cái xe bằng bò trâu người gì kéo á, mà xe hôm nay bằng cơ giới. Quý thầy có quyền đi, nhưng mà có cái điều, tư cách đi xe như thế nào hoặc ngồi chạy một chiếc xe Honda hay gì đó như thế nào thì các vị có quyền phê bình thôi. Ông thầy mà chạy xe tốc độ vậy đó hen, chạy xe chiếc xe đời mới vậy đó hen, thì tôi có thể đồng tình với các vị quan điểm này. Nhưng mà nói câu là không được chạy xe là nói sai, nói là không đúng. Tại vì xuất phát từ cái Phật cấm đi xe là vì tổn hại đến lòng từ bi, mà Đức Phật cấm là vì sợ mình đi xe xúc và kéo. Cho nên khi đi qua Ấn Độ, khi đi Ấn Độ tôi thấy những người chạy xe rất xa. Thật sự với các vị là ở Ấn Độ cái xe này là rất phổ thông, rẻ tiền. Nhưng mà thiệt với các vị, ngồi lên chiếc xe đó vì mình không có tiền đi, hoặc là phương tiện xe khác buộc lòng mình đi, nhưng mà thật sự trong lòng rất mặc cảm tội lỗi, cảm thấy rằng mình là một người tu để người ta đạp chiếc xe này mình ngồi, cảm thấy trong lòng sống sang, mặc dầu vẫn đi. Cho nên đi, mà đi hai người là tôi không chịu. Khi ở Ấn Độ mà đi hai người lên chiếc xe, dĩ nhiên hai người đến đó cũng 10 rupee, một người đến đó cũng 10 rupee, nhưng mà đi hai người tôi không chịu. Nhưng mà người Ấn Độ rất tội các vị. Ấn Độ nó to, nó mập như thế này mà nhiều khi ba người của nó chở lên chiếc xe vậy đó, đi có 10 rupee. Qua những cái đoạn cầu nhiều khi nó dắt lên không có nổi, nhưng mà nó không bao giờ xuống xe nha các vị. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là khi qua bển mà nếu bất đắc dĩ phải đi xe, tôi rất là hổ thẹn trong lòng. Tôi biết rằng tôi đi như vậy là hơi bốc đột sức người, nhưng mà chỉ đi một mình thôi, thêm một người nữa là tôi không có đi. Tôi chỉ yêu cầu hãy đi một mình như vậy. Và những cái đoạn đường mà lên dốc cầu đó, tôi hay xuống nhưng mà nó không có cho, nhưng mà tôi hay đứng xuống tại vì thấy người ta dùng sức người ta đạp lên thấy tội quá. Nhưng mà tôi mới trách thầm trong lòng thôi, tại quốc gia người ta muốn làm gì làm. Hai vợ chồng một đứa con vẫn lên ngồi một chiếc xe vậy đó. Mà người Ấn Độ các vị biết người nào người ấy mập ú mà. Một người của họ là muốn bằng hai tôi rồi, mà nó làm hai người vậy là bằng bốn lần tôi rồi, thêm đứa con họ là năm người tôi lên đó. Xin thưa các vị, có những cái thấy rất là đau, nhưng mà họ nghĩ sao? Lời thôi, tiện họ thôi, họ nghĩ như vậy rất là tội. Cho nên ở đây các vị thấy rằng những mục đích của Đức Phật, Đức Phật có cái nhìn rất là trí tuệ, rất là sâu sắc. Rồi Đức Phật dạy chúng ta trong cuộc sống đời thường bằng cách gì? Thể hiện lòng từ bi với những người bệnh tật. Đi thăm bệnh tật phải trải lòng từ ra, phải hóa thân mình là người bệnh để chia sẻ, để hiểu biết, để yêu thương. Cho nên ở trong cái bài Tỳ Ni nó có một bài là kiến tật bệnh nhân đương nguyện chúng sanh tri thân công tịch ly quay trách pháp. Tức là trước khi đi thăm bệnh phải đọc bài chú này. Ví dụ ở trong tịnh xá này, quý sư muốn đi ra đến bệnh viện nào đó đi thăm một người bệnh, thì trước khi đi ra hoặc là đến cửa phòng của người bệnh bước vào thì phải đọc tầm bài kệ cái đó: kiến tật bệnh nhân đương nguyện chúng sanh tri thân công tịch ly quay trách pháp. Bằng thấy bệnh nhân nguyện cho tất cả chúng sinh nhìn thấy thân vắng lặng không trái với chánh pháp. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy từ đầu bảo chúng ta phải hóa thân cùng với người bệnh. Mà Hòa Thượng Nhất Hạnh, Ngài có một cái bài kệ để thăm bệnh, Ngài cũng đặt lại rất là hay.
Người bệnh như thân tôi, khó khăn đi đứng ngồi, khởi yêu thương cứu giúp, giúp người như giúp tôi. Một bài kệ để chuyển tải thành một cái câu việc văn mà rất là hay, rất là sâu sắc, rất là tuyệt vời. Cho nên muốn thăm bệnh có hiệu quả, các vị hãy hóa thân mình làm một người bệnh. Hãy tập đi. Muốn độ chúng sinh, muốn chia sẻ với chúng sinh một niềm đau nỗi khổ, mình muốn chia sẻ với ai tật nguyền, xấu xí, nghèo khổ hay đau bệnh, nếu mình chỉ đứng trên phương diện họ xấu tôi đẹp, tôi chia sẻ không có hiệu quả. Họ nghèo tôi giàu cho nên tôi đến chia sẻ, không có hiệu quả. Họ bệnh tôi khỏe, không có hiệu quả. Bởi vì tất cả những cái đó đều tạo sự ngăn cách hết, mặc cảm ngăn cách, và người ta khó tiếp nhận mình lắm. Mình giàu quá mình đến người ta mà không bằng hóa thân như người ta thì mình cho tiền người ta rất là đau lòng, người ta rất là tủi. Mình mạnh người ta bệnh mà mình đi đến thăm với tính cách là trời ơi sao không khỏe này như tôi nè, ăn này kia kia nọ, gáng đi mau hết bệnh. Nói chơi vậy chứ đau lòng người nằm lắm. Tôi muốn bệnh à, bộ bệnh sướng lắm hả? Đâu có ai muốn đâu. Mình đẹp mình đến thăm người ta xấu. Mình ở đây chứ tất cả chúng ta phải nhìn cái người như thế nào. Mình nghĩ mình đẹp mình nhìn ta xấu là dưới mắt mình hết à. Tất cả những cái đó các vị biết rằng nếu chúng ta đi thăm bệnh đối diện như vậy, từ bi không có, ngăn cách này mỗi lần thăm chúng ta càng làm tăng lớn lòng đau khổ của người khác lên nữa. Các vị đi cho một đồng tiền, các vị chứng tỏ các vị người dư giả, người ta là người ăn mày, các vị cho như vậy người ta cảm thấy đau thương, mặc dù người ta vẫn nhận, không nhận đói. Cho nên ở đây sao, muốn thăm một người bệnh phải hóa thân làm người bệnh. Đi vào thăm người bệnh không được cười hả hê và thể hiện mình là người khỏe mạnh. Phải đường hoàng tế nhị, thăm hỏi phải chỗ. Chứ không vào trong đó để kể những niềm vui của ta bên ngoài, những cái chứng tỏ về sức khỏe của mình, những cái hỷ vui mà mình đã vừa đi trên đường gặp. Vô thăm bệnh như vậy, các vị thăm được cái gì? Các vị làm ta bệnh thêm. Bệnh thân chưa hết là làm các vị làm ta bệnh tim luôn. Thành ra ở đây các vị họ hóa thân. Nếu mình bệnh, người ta làm như vậy mình có đau không? Cho nên hãy hóa thân vào trong tất cả các lĩnh vực, các môi trường, những người khác nhau, để chúng ta được đồng cảm, thì chúng ta làm bất cứ việc gì cũng tạo nên niềm vui. Cho nên khi ở Ấn Độ, tôi có ghé thăm một cái vị đó bị phỏng 70% cháy về bản thân. Thì dĩ nhiên 50% đã chết rồi, chứ đừng nói tới 70% thì không thể sống được. Nhưng mà mỗi người thăm với một cách khác nhau, nhưng tôi thăm với một cái cách khác nhau. Tôi vô tư thăm, tôi chỉ nói một câu là ráng tĩnh tâm niệm Phật. Nếu các vị giữ tâm thanh tịnh, các vị có buồn hay có vui, việc này nó cũng như vậy. Nhưng mà cái buồn đó, nó sẽ giúp cho mình giảm năng lượng để chống lại với cơn bệnh này. Nhưng nếu mình mạnh mẽ, mình an vui, hoặc mình thành tâm mình niệm Phật, thì mình sẽ tạo ra cho mình một năng lượng, thì lúc đó mình sẽ có khả năng chống lại với cơn bệnh mạnh hơn. Như vậy, nói một cái câu vì người bệnh như vậy, thì người này nghĩ rằng vì lợi ích cho mình cho nên buộc lòng mình không được quyền buồn. Bởi vì buồn mình sẽ bệnh hơn. Như vậy người này hiểu được rằng mặc dầu không muốn vui nhưng vẫn cố để dẹp qua những cái nỗi buồn, những sợ hãi, những đau đớn để thành tâm để niệm Phật. Người này có thể chết đi nhưng hạt giống này nó vẫn ung đúc một cách mạnh mẽ. Còn mình vô mình nói trời ơi tội nghiệp quá, hay có đau không này kia kia nọ, ích lợi gì? Làm người này rơi nước mắt, đau khổ và xuống tinh thần. Nhưng mà một khi mình nói mặc vào bị điều này nó như vậy, nhưng hãy gắng thành tâm niệm Phật đi, để tạo một năng lượng lớn, để nó có sức chống lại với cơn bệnh, để mau được phục hồi hơn. Người này sẵn sàng làm chứ, vì muốn mình mau hết bệnh mà. Ở đây phải nhớ như vậy. Cho nên khi mà thực hiện, khi tôi nói câu đó rồi cô này khóc. Bao nhiêu người đi thăm chưa khóc, tôi vô thăm tôi nói khóc. Như vậy ở đây là sao? Tôi biết rằng tôi chỉ hóa thân, nếu tôi là như cô 1/3 thôi, tôi chịu đời cũng không nổi nữa. Tôi nghĩ như vậy đó. Thành ra ở đây các vị thấy rằng mình muốn làm được bất cứ điều gì, hãy hóa thân làm một người đó, thì các vị chia sẻ mới có lợi ích. Cho nên các vị ở trong gia đình, các vị muốn chia sẻ với chồng, với vợ, với con, các vị dạy con mà các vị không hóa thân làm con, đố các vị dạy được nó. Có người dạy hoài con nó không nghe, nó chống hoài, nó thấy giống như giáo điều mà cứ ở trên đầu bủa xuống tôi hoài. Cho nên tôi có nói với một cái vị đó, dạy con hoài không nghe, cho nên tôi mới nói rằng
cô có bao giờ cô hóa thân cô làm con hay làm bạn với nó chưa? Hay là cô luôn luôn lúc nào cô cũng lấy vai trò là mẹ là ba để cô giáo điều, cô chỉ xuống nó phải làm thế này thế kia, nó sai một chút cô như vậy. Cô có bao giờ cô thông cảm với những lỗi lầm của nó chưa? Cô có là nó chưa? Nếu cô chưa là nó thì cô không bao giờ cô dạy được nó. Cho nên muốn dạy được một đứa con hư, một đứa con chống đối, xin thưa các vị, không phải là không dạy được nó đâu, mà cái cách dạy chúng ta nó không tiếp nhận được. Ở đây phải thấy vậy, không có đứa nào mà không dạy được hết á. Mà ở chỗ là chúng ta chưa tìm được một giải pháp thích ứng để hướng dẫn con mình mà thôi. Nên cần có một giải pháp thích ứng là cái hay nhất. Cho nên ở đây khi mà học và tu, nó có những điều rất là thiết yếu như vậy, để giúp cho chúng ta sống trong một tình người, trong một lòng đại bi, giới hạn nào đó, trong một phạm vi nhỏ, rồi nó sẽ đến lớn. Thì từ nhỏ và lớn đây, chúng ta ứng dụng thực hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhận diện về cách ăn mặc của mình, nhận diện về cách đối nhân xử thế, nhận diện về cách xã giao, chúng ta biết rằng năng lượng từ tâm mình nhiều hay ít, ở một mức độ nào. Nếu đã có từng ứng dụng thì các vị sẽ biết rằng đối diện xong một việc, mình kiểm thảo lại mình có đối diện với người này đang lúc đó bằng tâm gì. Mình biết ngay nếu mình nhận diện. Nếu không nhận diện được điều đó thì nếu mà các vị thiếu đi chỗ này, càng ngày các vị đào sâu cái hố khoảng cách mà các vị đổ thừa tại người không à. Tại người đó như vậy, tại người này như vậy, tại người đó như vậy, mà không bao giờ tại tôi. Tại sao vậy? Một việc gì cũng vậy. Thành ra ở đây nếu các vị cởi mở lòng mình đi, các vị hãy cởi mở một cái điều gì đó, các vị trang trải một từ tâm đi, các vị chia sẻ với vợ, với chồng, với con, với cha, với mẹ bằng một cả một sự yêu thương thật lòng đi. Các vị sẽ thấy hiệu quả của cái việc đó nó thay đổi đến cỡ nào. Đôi khi các vị nói với tính cách là quan ức các vị, nói những cái cách mà tức tối các vị, nói những cách mà các vị thấy thiệt thòi các vị, nói bằng cái cách đó còn không ai tiếp nhận được trơn trọi. Người kia cũng thấy thiệt thòi, tức tối và bất mãn của mình vậy. Cho nên các vị có dung chứa được những thiệt thòi, bất mãn, tức tối của người kia chưa mà bắt người ta phải dung chứa mình. Thành ra ở đây mình là người chủ động được điều đó đi, rồi mình sẽ thấy kết quả của công việc. Đây là tôi muốn nói, đó là sự thực hiện từ tâm của chúng ta ở một phạm vi nhỏ và phạm vi rộng lớn hơn là đối với người bệnh, người ăn mà, người nghèo khổ vân vân. Tôi nói thật với các vị, tôi đi xa thì đi nhiều nơi, tôi cũng vẫn đi bằng xe hơi vậy, nhưng không bao giờ tôi tự hào khi tôi ngồi trên chiếc xe đến rồi. Nói thật, tôi bình thường, nhưng mà khi đi qua những cái nơi mà công nhân làm việc, nhất là mấy cái ống cống á, lúc nào tôi cũng cúi đầu xuống chút, tôn trọng công việc người ta đang làm. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết như vậy. Chứ đừng nói mình ngồi lên xe hơi, người đó là công nhân hay là người đó làm việc đó, rồi đôi khi bụm mũi bụm mày. Đừng nên như vậy. Người ta làm sao ta không bụm mũi, mình đi ngang chút mình bụm mũi. Đừng có như vậy xúc phạm đến danh dự của người ta. Ở đây là tôi nói, dầu có hôi chăng nữa, hãy bình thản mà đi. Có thể mình thở không được mình cứ nín, nhưng đừng có ái ố hay là biểu hiện không đẹp lắm. Từ bi nó phải thể hiện được những cuộc sống đời thường như thế này. Các vị làm được những điều như vậy đi, các vị sẽ thấy rằng sức sống từ bi nó lớn hơn nhiều, nó mạnh hơn bao nhiêu. Còn những cái đơn giản nhất chúng ta chưa thực hiện được thì chắc gì làm được việc lớn. Và lớn hơn một điều nữa, lòng từ bi có thể hóa giải sân hận, hóa giải hận thù. Chúng ta có thể hóa giải được những hận thù truyền kiếp, có những hóa giải hận thù trong một tập thể này với một tập thể khác, quốc gia này với quốc gia khác. Nếu trong những người đó có những người đại từ đại bi như Đức Phật, ngày xưa Đức Phật đã từng hóa giải không biết bao nhiêu cuộc chiến tại Ấn Độ. Ở đây là điều này chúng ta nên nhớ. Thành ra Đức Phật có dạy một câu trong Kinh Pháp Cú là: hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù, cái gì nữa, là định lực ngàn thu. Ở đây các vị phải thấy một cái câu rất hay: hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù, là định lực ngàn thu. Những cái câu như vậy mà cả đời chúng ta thực hiện chắc gì được. Cho nên ở đây khi mà chúng ta mở lời, chúng ta nói được hai chữ từ bi, Đức Phật ơi, con đang ứng dụng từ bi hay thế này thế khác, là mình đang nguyện từ bi mà lòng mình trơ trơ, không thấy xúc động, thì cần phải suy nghĩ lại, quán chiếu lại. Còn nói được hai chữ từ bi, cảm thấy rằng có cảm xúc thật sự, là các vị được nói được và ứng dụng được tình thương. Bao nhiêu phần trăm tôi chưa biết, nhưng hãy nói bằng trái tim hơn là nói bằng cái miệng.
Đại khái là như vậy. Cho nên ở đây lòng từ bi muốn hóa giải được hận thù phải là trái tim. Chứ một người biết từ bi bằng cái miệng không bao giờ hóa giải được, chắc chắn là như vậy. Cho nên chỉ có những người ứng dụng thực tập từ bi tu theo hạnh Phật, sống và làm việc theo Phật, hay là ứng dụng trong cuộc sống đời thường, muốn hóa giải được các công việc phải tập yêu thương. Cho nên đừng vội vàng nôn nóng khi giải quyết hận thù, đố kỵ, công việc, xung đột hay là cái gì cả, mà ngồi lại tư duy đi, kiểm lại mình đi. Nếu đối diện trước điều đó, mình có hóa giải được hay không? Nếu đối diện trước điều đó mình thấy rằng mình không sân, không giận, không tức, không bực, thì hãy lúc đó chúng ta mới đi đối diện trước cái đó chúng ta làm. Còn bằng không chúng ta tưởng tượng mà lòng từ bi chúng ta chưa chan chứa để bao dung được, các vị phan hãy đi, đi thất bại đó, không thành công đâu. Cho nên Đức Phật ngày xưa trước khi đi thuyết pháp ở đâu cũng vậy. Đức Phật trước khi đi thuyết pháp ở nơi nào đó, Đức Phật trải cái từ tâm đến đó trước. Tức là Đức Phật đưa cái tâm từ hướng về cái vùng mà Đức Phật chuẩn bị đi đó. Đức Phật chan hòa cái tâm ở vùng đó. Cho nên Đức Phật đi hóa độ chỗ nào cũng thành công đó. Thật sự hôm trước khi tôi đi đến đây, tôi muốn chan trải từ tâm đến nơi này, mà chắc tôi nhỏ quá chan không tới. Có tới không các vị? Xin thưa các vị, đó là tôi học theo Phật thôi. Đức Phật có một thùng nước đổ ra chan nó tới 1 mét vuông, là tôi có 2-3 giọt đổ ra được con lỗ. Thành ra ở đây các vị phải thấy, nếu ứng dụng theo lời Phật dạy, giải quyết được một việc gì, hãy đặt cái từ tâm đến đó trước. Và tôi đã giải quyết điều này thành công nhiều việc mà tôi đã thấy rất hiệu quả bằng trải rộng tâm từ. Tại vì tôi đã từng đặt như thế này. Ở Mỹ tôi đã hóa giải thành công một cái chuyện. Các vị về nghe lại cái đĩa mà tôi giảng là hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm tại Phan Thiết á, thì tôi có nói câu chuyện này, tôi chỉ nói tắt một chút thôi. Tôi hóa giải thành công một cái câu chuyện là giữa hai đạo khác nhau bởi sự chết của người mẹ. Bây giờ bà hấp hối đây chuẩn bị chết, mà một người thì đòi theo đạo Thiên Chúa, một người thì đòi theo đạo Phật. Bây giờ phải làm gì? Không ai chịu nhường ai hết. Thì bây giờ người theo đạo Phật mới biết tôi qua bên đó, mới nhờ tôi qua can thiệp. Tôi thiệt vốn lẽ đưa lưng cho họ đánh chứ can thiệp gì. Nhưng mà tôi nói trước, trước khi tôi đến đó, tôi hứa khả tôi đến đó, tôi mới trải lòng từ đến đó. Tôi trải bằng cách nào? Tôi nói nếu tôi đến đó người ta chửi tôi, người ta đuổi ra khỏi nhà, tôi vẫn yêu thương họ, tha thứ họ, và tôi bình lặng có thể bước ra. Nếu tôi đến đó họ có thể dùng những lời thóa mạ, nhục mạ tôi vẫn cảm thấy rằng họ vì bốc đồng đang cơn sân tức, tôi có thể tha thứ bao dung để lắng nghe những câu chửi đó của họ. Họ có thể làm bất cứ điều gì có thể xúc phạm đến tôi cũng vẫn cảm thấy im lặng, an vui để ra đi, hay là có thể chia sẻ được điều gì bằng lòng từ đó tôi sẽ làm. Tức là tôi đặt những cái điều mà nó sẽ ra bất hạnh, bất đắc dĩ và đau khổ đến với tôi như vậy, tôi đặt trước hết. Và tôi sẽ làm gì khi đối diện những điều đó? Mình cảm thấy rằng mình có thể chịu đựng và làm được điều đó, tôi chấp nhận tôi đến đó. Thật sự các vị, không ngoài dự đoán của tôi, sự có mặt của tôi là một sự khó chịu và sự bất đồng của những cái người không phải là Phật giáo. Họ nói những câu khó nghe, những hành động của họ rất là mất lịch sự. Nhưng tôi vẫn điềm nhiên tươi cười và tôi thầm lặng chia sẻ từng phần, cuối cùng thuyết phục thành công và quy nhà đã được 8 người. Xin thưa các vị, thực hiện những điều đó không phải dễ mà cũng không phải khó. Cứ nếu muốn đạt được mục đích phải có sự hy sinh. Bất cứ một công việc nào cũng phải có sự hy sinh. Thành ra ở đây là tôi làm được không phải là tự tôi làm, mà tôi học đòi theo Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật đã từng chỉ dạy lại trong kinh điển mà Đức Phật làm như vậy. Thì trên con đường hoằng pháp du hóa, một người tu sĩ cũng cần phải trang bị cho mình tất cả những điều như thế, để khi đối diện với những sự thật phũ phàng, mình có thể cứu lấy được mình và có thể cứu lấy được người. Đây là điều quan trọng. Thành ra sân từ bi, trải rộng từ tâm, nó có một giá trị rất lớn trong cuộc sống này, giúp chúng ta an vui hạnh phúc và lợi mình lợi người. Từ bi có thể hóa giải được sân hận, thù ghét, đố kỵ. Bởi vì khi chúng ta thương người rồi, chúng ta thương ai đó chúng ta không đố kỵ, có không? Mình thương ai đó mà người đó hạnh phúc, mình đố kỵ không? Cho nên trong cái tuồng gì đó, Áo Vũ Cơ Hàng hay gì tôi có nhớ,
có thể hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy vui. Thành ra ở đây chúng ta muốn nói rằng cái người mình thương mà người đó được hạnh phúc, mình không có đố kỵ bao giờ. Người nào mình thương mình cảm thấy an vui, mình không có ghét bao giờ. Cho nên khi các vị thực tập được yêu thương thì các vị sẽ bớt lòng đố kỵ, ganh ghét, hẹp hòi, ích kỷ, sân si. Tất cả những cái này các vị tự ban tặng cho các vị mà thôi. Đừng nghĩ mình tha thứ người là mình tốt với người, chưa chắc. Mình hãy tập sống cho người đi, đó là mình đang ban tặng cho mình trước hết cái đã. Thành ra những cái điều đó, khi các vị ứng dụng lời Phật dạy, các vị có tu, có học và ứng dụng để làm được những gì theo Đức Phật dạy, thì các vị sẽ thấy rất là tuyệt vời. Tôi có một câu chuyện rất hay để giới thiệu với các vị từ trong một cái kinh Tăng Nhất A Hàm để nhằm hóa giải được hận thù á. Nếu các vị nào đọc trong cái quyển Cành Hoa Tặng Mẹ của Võ Đình Cường, trong đó ông đã trích lục lại từ cái kinh Tăng Nhất A Hàm lại thành một cái vở kịch gọi là Suối Từ, và đặt lại những nhân vật đó bằng những từ rất là Trung Hoa, rất là Việt Nam. Thật ra cái này ông đã trích từ kinh Tăng Nhất A Hàm mà ra một cái tác phẩm này, để thấy rằng từ bi đã hóa giải được hận thù bằng cách là lấy lại một gian sang chỉ bằng từ bi mà thôi. Kết thúc một điều là trải rộng từ tâm, chỉ có nghĩa là lấy lòng yêu thương để sống trong cuộc đời, để làm tốt đẹp cho mình, cho người, bao dung, thông cảm, tha thứ. Từ ngôn ngữ, hành động, lời nói, cử chỉ của chúng ta phải có trái tim yêu thương thật sự, các vị mới hóa giải được hận thù. Phải có trái tim yêu thương từ bi thật sự mới hóa giải được đố kỵ. Phải có trái tim yêu thương thật sự mới chinh phục được những người từng ghét, ganh, đố kỵ, hẹp hòi, soi mói với mình. Phải có trái tim yêu thương thật sự mới bảo vệ được một tổ ấm gia đình. Tất cả những điều này các vị vì hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho người thân và cho một xã hội tiến bộ một ngày mai gần đây, thì chúng ta phải tích cực thực hiện từ tâm. Ai cũng bỏ ra một chút từ tâm như vậy, xã hội này, cuộc sống này tốt đẹp biết chừng nào. Mong rằng những người Phật tử của chúng ta là những người học theo Phật, đi theo con đường giác ngộ của Phật, phải ứng dụng triệt để những gì Đức Phật dạy. Có thể ứng dụng được bao nhiêu phần trăm vẫn là lợi ích được bấy nhiêu. Mong rằng với cái nội dung của bài giảng này, tôi nghĩ các vị đã từng làm rồi, hôm nay chúng tôi giống như một lời gợi ý để giúp thêm các vị có một cái nhận thức sâu hơn, chứ không phải là tôi nói các vị chưa trải rộng lòng từ. Các vị có thể trải rồi, có thể rộng hơn tôi nữa, nhưng mà điều này chúng ta cứ chia sẻ và gieo vào lòng mình những hạt giống yêu thương, càng gieo nhiều càng tốt, không có xấu đi, không có mất mọi cái chuyện gì hết. Mà chúc tất cả các vị đều thành tựu được tâm từ để được hạnh phúc an lạc lâu dài cho gia đình và xã hội. Lời cuối cùng là chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn các vị đã dành thời giờ chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch bạch các giảng sư, trải qua hơn một tiếng rưỡi đồng hồ với đề tài tu tập lòng từ, đại đức đã đem đến giáo lý Phật Đà qua chủ đề lòng từ để quý Phật tử ứng dụng tu tập và trong cuộc sống đời thường của người Phật tử cư sĩ tại gia. Và chúng con nên tưởng rằng những gì đại đức đã tâm biết truyền trao quý Phật tử sẽ tư duy nhiều hơn và ứng dụng giáo pháp của Đức Phật trong đời sống tu tập, sẽ lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sanh. Và buổi thuyết pháp đến đây cũng đã viên mãn. Giờ này chúng con thành kính cung trình đại đức, chúng tôi chúng con tự làm đạo tràng của chúng. Nguyện đem con lưỡng